Chị, em mày đừng lên spotlight của tao hả? Dạ không chị, em thích chị lắm. Em quyết định em đi đăng ký cuộc thi này là nhờ chị á. Chị nhớ chị đâu có mớm gì đâu. Không sao đâu, fan của chị miễn cái thần thái như chị là được. Em rồi. Mày đi, mày chặt tao hay gì? Mày chặt tao hay mày đi thi? Tại vì em bắt chước cái thần thái, cái phong cách của chị vậy nè. Vậy luôn hả? Vậy á. Nhưng mà tao giám khảo mày làm cái gì, là khách nào tao cho mày rớt. Thôi chị ơi, chị cho em thơi đi. Em thích làm model lắm. Cái làm xẻ tới đây vậy đó. Tại vì cái bộ đồ này là của chị người mẫu mà em thích quá, mà cái chân em ngắn hơn chị cho nên em phải mượn bộ đồ của chị, nó xẻ cao nói quá. Nói chung là đi thi có đầu tư. Dạ dạ. Chị thích ai có đầu tư? Dạ. Đánh một cái màu môi giống như cái màu đầm. Màu chị thích luôn đó. Đúng rồi. Dạ. Môi thâm. Dạ. Chị không bắt em chùi đâu, yên tâm. Dạ. Bây giờ dạ, chị sẽ cho em thử thách đơn giản với em có đầu tư hơn hai bạn kia. Dạ dạ. Mà mình đầu tư là mình phải khuyến khích. Dạ. Em hãy diễn một buổi dạ hội này không có sang trọng và có thần thái của chị trong đó. Dạ. Đừng lố nha em. Dạ, em không có lố. Em rồi, thích bình thường. Chơi đi. Trước hết, em trước khi phần diễn của em sẽ giới thiệu tên. Em tên Thắm. Bông lồng đèn đỏ Thắm. Không. Công tầng tông nừ hà. Dạ thì không. Đu. Tên đầy đủ của em là Lê Thị Nhí Nhái Nhảnh Bon Chen, người ta đánh bể đầu đổ máu đỏ Thắm. Dạ. Hay gì mà mới là màu đỏ. Dạ dạ. Rồi bây giờ mình bắt đầu ha. Em diễn nha chị. Em đến từ đâu vậy? Dạ em đến từ các quốc gia luôn. Cuộc thi tổ chức ở đâu em đi đến đó em thi. Ồ em là A hậu siêu quốc gia hả? Dạ chưa có giải, nhưng mà cuộc thi năm nay ở Việt Nam, em về Việt Nam thi. Em hay rồi. Okay, dạ em chưa có quốc tịch. Chưa quốc tịch. Dạ. Về trục xuất hả trời. Dạ em thích chị lắm. Nha. Ok, chị cũng thích em rồi đó. Dạ dạ dạ. Mời em diễn em nha chị. Ừ em diễn dạ. Đi em. Cho em nhạc đi. Nhạc truyền thống nha chị. Nhạc truyền thống đó hả? Thẳng cái lưng lên nè, thẳng cái lưng lên nè. Đánh nhiều quá, Sài Gòn chơi lên. Sài Gòn chơi lên, chú cha tôi chết. Trời ơi, tôi chết. Lỗ hang. Rồi, chết đi chị. Chết. Em không cảm nhạc được. Nên em mới đi đến đây nhờ chị dạy cho em biết cách cảm nhạc. Mình đi casting là mình phải chọn những người có khả năng, em hiểu không? Em có khả năng. Em không cảm nhạc là đối với chị là không có khả năng sao? Không không, em cảm nhạc được, nhưng mà em phải nhờ người ta chỉ cách em cảm nhạc. Rồi bây giờ mở nhạc mà không có cảm nhạc sao chỉ? Nhạc chị nó vô máu rồi em. Tại vì em không được, em mới ngồi đây đi thi á. Mình làm nghệ thuật, mình không có tài năng, mình phải có chiêu. Đó rồi là em, chiêu của em rồi, đó. Rồi em out đi. Sao giờ? Ghét những người làm việc nghệ thuật mà không vì nghệ thuật. Chứ mà sao? Mà chiêu trò. Trời, bây giờ người chúng ta đến đây không biết yêu trò không. Ok mời em đi về với bạn thứ hai. Không em dạ có còn, nhiều cái năng khiếu lắm. Năng khiếu gì nữa? À ngoài em thuyết phục chị đi. Em thuyết phục chị đi. Ừ. Em thuyết phục chị. Ừ. À ngoài khả năng về nhan sắc, về thần thái, về độ cảm nhạc, em chịu đánh đổi. Em chịu đánh đổi luôn, chị Kim là đổi ăn hết. Sao vậy? Bây giờ người ta kêu em vậy đó, hỏi chịu đánh đổi không, chịu mới cho vô nghề. Chịu đánh gì đổi luôn. Dạ. Đánh này, đánh tao. Chị đánh em đi, chị đánh em đi, em đổi hết á. Bắt tất cả được làm đánh nghề. Đánh này sao lại? Chị. Đánh đỏ thấm luôn sao? Không có, em hiền lắm. Người ta kêu em giữ cái nết để làm nghề thôi, chứ cái tâm em hiền lắm. Bây giờ em đánh đổi với bạn đầu tiên. Dạ, bây giờ cho em đánh đổi vô thì trước phải không? Không, giờ em ra đánh đổi nó đi. Dạ rồi, để em dẫn bạn vô hỏi ý bạn nha chị. Bạn đi vô đây nè. Gì ạ? Chị kêu tôi với bạn phải đánh đổi. Chị vote cho bạn vé vô vòng chung rồi, nhà chung mà, bây giờ tôi phải đào đổi với bạn. Chị khoan chí đi chị. Ủa tự nhiên chị nói đòi chị đâu biết đâu. Đúng rồi. Không, bạn phải. Để có mình em được đậu à. Nhưng mà tôi xin chỉ cho. Có mình cho em tôi, được đậu chỉ cho tôi đánh đổi. Không, bây giờ bạn thể hiện tài năng đi. Tôi thể hiện tài năng được rồi đó. Bạn đi thi xuyên quốc gia nữa. Đúng rồi đó, em bạn có ước nhiều mơ kinh nghiệm. Chị nữa. Nghĩ đi, nếu mà không có giải, không có giải thưởng, chị có cần thi nữa không? Em thi mấy nước rồi đó mà em vẫn đi thi hoài, chị thấy thương em không? Không. Chị vì cái tâm của em cho em thi đi. Tại chị thi là chị đậu, chị không biết cảm giác đó. Tôi chị... Thôi thấy em cũng có đầu tư. Dạ dạ. Bạn cũng cổ vũ em, chứ hai đứa quen nhau hay gì? Dạ không. Dạ không, nãy đứng ngoài chờ casting đó, bạn mời em ăn bánh mì. Có bánh mì thôi mà dễ dàng. Dạ. Có bánh mì thôi đó hả? Dạ ủa, do hai người còn chị kia nữa đâu, nghe nó... Nó ao rồi. Mà cho nó vô đi chào khán giả luôn đi nè. Ôi thôi chị ơi. Chị cho vô, em thấy nãy giờ diễn thấy ghê. Em cho vô với chị. Nó đàn bà, nó là con gái em, còn em diễn như con cua vậy đó. Đúng rồi. Ôi, diễn dở là con cua gái. Đó, con chị cua. Là con cua. Con cua thì mới móc cho em diễn ngày xưa. Em muốn ăn cua. Thôi không được. Em muốn ăn cua. Thôi chị. Thôi ăn cái gì? Cho em vô thôi chị. Chị. Con cua nhiều gạch là sao? Em muốn ăn cua nhiều gạch. Nhiều gạch là công trình ăn á em. Không được đó. Rồi em muốn ăn lươn. Bây giờ
Bây giờ hỏi khán giả nè, ai cho thí sinh miền núi vô vòng trong? Ai cho bạn bé cua vòng trong? Ai cho nữ hoàng lãng hồ đi vòng trong? Ai cho chị vô vòng trong không? Thôi giờ bốn mình đi vòng trong hết ha. Dạ. Bây giờ tao là thí sinh, tao giả làm giám khảo thôi. Trời ơi. Tụi bay giỏi quá, tao bắt trước kìa, tụi bay tao làm. Trời ơi, thiệt. Ủa chứ bạn đi thi bạn có tài năng gì mà bạn giả bộ làm ban giám khảo? Tao ăn cắp nè, tại tụi bay thấy tao làm đó. Mà chị làm gì tổng hợp nghề coi. Nãy giờ làm gì làm coi. Nè, sạc giò nè, đóng kịch nè, ba la bắt cua nè. Thôi bây giờ thử đi cái quốc vòng tôi coi đi. Đúng rồi đó. Cậu ban chấp cái tướng nhảy của bạn á. Cua là cua nè. Hả? Cua hả? Cua em cua. Cua đó. Hay quá chị, hay quá. Rồi, tiểu phẩm của nhóm hai chúng em đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã vỗ tay và ủng hộ cho chúng em. Cảm ơn Khang. Và một thử thách rất là dễ thương đúng không? Một phần trình diễn rất dễ thương, rất tuyệt vời. Cảm ơn Duy Khương đã hỗ trợ. Chào mừng các bạn đã đến với Hai Ai Đô. Quay trở lại với một format hoàn toàn mới, một thử thách vô cùng thú vị dành cho những khách mời đến với chương trình Hai Idol. Với chương trình Hai Idol do J1 TV và J1 Network phối hợp thực hiện. Khung giờ phát sóng là 20:30 tối thứ hai và thứ tư hàng tuần trên kênh J1 TV. Các bạn ơi,